tháng 7 này trên HTV3 Dreams TV. Có gì hay? Tất nhiên rồi. Hãy cùng tụi mình sáng tạo thật nhiều trò chơi mới mẻ, sôi động trong mùa hè này. Với những bảo bối thần kỳ của Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai. Yeah, hay quá. Cùng chơi game và thả về với tụi mình nào. Và bây giờ cùng đến với biệt đội Badanamu với những ý tưởng mới lạ trong những hành trình kỳ thú. Hãy thử tài suy luận của các bạn trong thám tử lừng danh Conan, học hỏi thêm nhiều điều hay trong những bài học thú vị. Những câu chuyện ý nghĩa về tình bạn, tình thương yêu gia đình trong Rồng Rắn Lên Mây, Thủ Lĩnh Thẻ Bài, hài hước vui nhộn cùng biệt đội Ninja và Học Viện Phù Thủy. Đã xong. Cùng thực hiện ý tưởng của tụi mình nào. Được thôi. Đi thôi. Cút ra.